Thưa quý vị, 39 năm trôi qua, thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại, họ được sự dìu dắt và hướng dẫn của quý vị cha anh. Họ đã trưởng thành, đứng ra gánh vác công việc của cộng đồng. Họ làm việc rất hiệu quả và khiêm tốn, không bao giờ quên mình là người Việt tị nạn và lúc nào cũng nhớ công ơn của những người đi trước. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ những tâm tình sau đây. Kính thưa anh, tụi em, mọi người trong ban chấp hành ai cũng trẻ nhưng mà rất là nỗ lực, nhưng mà khổ nổi là chúng em cũng hơi thiếu nhân sự. Và vì vậy cho nên chúng em thì cố gắng bằng mọi cách, những gì whatever we have. Đặc biệt là chương trình 30 sau Tết thì chúng tôi sẽ có chương trình 30 tháng 4. Và ngày 30 tháng 4 năm ngoái, chúng tôi được cái vinh hạnh là mời thỉnh lá cờ Đại Kỳ về thành phố Phoenix. Hy vọng 30 tháng 4 năm nay, chúng tôi sẽ thỉnh được cái tàu vượt biên của thuyền nhân. Nếu như được thành công về chuyện đó thì là năm nay chúng tôi sẽ có chiếc tàu thuyền nhân hồi xưa ghé lại thành phố Phoenix cho năm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Nhân. Có ở đâu cũng có những cái khó khăn, nhưng mà làm thế nào để vượt qua thì phải nói là các anh em trẻ, không chỉ riêng gì Thanh Mai, nhưng mà có rất nhiều những anh em trẻ trong ban chấp hành cộng đồng trẻ của cộng đồng tại Phoenix, Arizona, được cái sự ủng hộ, support của rất nhiều các hội đoàn và các chú bác lớn tuổi. Thành ra mỗi lần mà tụi em làm những cái chương trình cho cộng đồng như hội chợ Tết, Tết Trung Thu, cũng như năm nay đặc biệt là có cuộc thi hoa áo dài, thì có được cái sự ủng hộ của rất nhiều người tiếp tay để nó được thành công. Cảm ơn anh Vũ Nhân đã có tới đây để mà phỏng vấn cái ban chấp hành cộng đồng ở đây. Thì cảm ơn đài SBTN đã cho cái cộng đồng đây có một cái cơ hội như vậy. Các anh em còn trẻ, đây là cái năm thứ hai không làm được nếu mà không có sự giúp đỡ và ủng hộ của rất là nhiều cái hội đoàn ở đây, cũng giống như những cái cơ sở cá nhân thương mại đó. Thành ra nói là cái công lao đầu tiên là những cái hội đoàn, những chú, những bác ở đây để mà đã kêu bằng dìu dắt, nhưng mà ngồi xuống, mà thậm chí có những cái chú bác là 60-70 tuổi cũng ráng chạy xe vòng vòng để mà mời những cái cơ sở thương mại mua vé số này nọ để mà ủng hộ cộng đồng. Thành ra đó là những cái công lao của mà phải nói là cái tết là của cộng đồng nói chung chứ không phải là của một cái ban chấp hành nào cả. Chào em, mấy em có thể giới thiệu tên của mấy em và cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được là ngày hôm nay các em đang làm cái việc gì ở đây? Dạ, em tên là Nam Nguyễn và đang ở trong hội sinh viên VACAS, đang giúp cộng đồng với hội chợ Tết. Em tên là Hoa Nguyễn. Em tên là Justin Trần. VACA là Vietnamese American Coalition of Arizona. Giúp mấy người Việt để cho mấy trẻ em biết người Việt ra sao hồi đó tới giờ, lớn lên ra sao, tốt cho mình hơn. Làm những gì vừa vui mà muốn giữ cái tradition của người Việt của mình. Chỉ có muốn và mấy em, các em nhỏ ở Việt Nam thì giúp mấy cộng đồng và để thấy cái sự việc giống như văn hóa đối với Việt Nam. Và mấy cũng có thể biết nhau như mấy các em làm bạn nữa. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình kỳ tới. Vũ Nhân sẽ gửi đến quý vị phần phỏng vấn nhà danh họa Vũ Hối.